Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình đang ở trên núi và bây giờ đang đi dạo dạo xung quanh. Nói chung là rất là mát, thời tiết bây giờ đang rất là thích. Và bây giờ mình muốn giao lưu với các bạn hát một bài hát thế nào ạ? Mình hát thì không có hay đâu. Nghe nó cũng nói chung là rống rống lên một tí nhưng mà thỉnh thoảng thì cứ vui vui là cũng hát một bài. Và sau khi hát xong thì mình sẽ tâm sự với các bạn là lấy chồng Hàn Quốc thì lúc nào thì nếu mà có ý định bỏ chồng ấy thì lúc nào thì nên bỏ. Và nếu bỏ thì bỏ như thế nào? Có rất là nhiều những cái vấn đề khi mà lấy chồng Hàn Quốc các bạn ạ. Không phải ai lấy xong rồi lấy chồng thì cũng được hạnh phúc này, rồi không phải ai cũng gặp phải những người tốt đúng không ạ? Vì vậy là cuộc sống rất là khó khăn, hay là có rất là nhiều những cái chuyện xảy ra khiến cho người ta quyết định là bỏ chồng hay là ly dị chồng, và có rất là nhiều nguyên do. Vậy thì lúc nào thì nên bỏ, và bỏ như thế nào thì nó không bị thiệt hại nhiều đến cái bản thân mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đầu tiên thì sẽ hát một bài hát. Bài này quên tên rồi, thỉnh thoảng thì nhớ có một đoạn, hát đoạn thôi các bạn nhé. Và hát xong các bạn đừng cười nhé. Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca, trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót sau tiếng. Đoạn này quên lời, mà đoạn này cũng cao quá không có lên được các bạn ạ. Đấy, hát được 2 câu. Ở Hàn Quốc thì sau khi lấy chồng, người ta bỏ chồng rất là nhiều. Và lý do thì cũng rất là nhiều. Đầu tiên là hai người sống với nhau không hạnh phúc, thì chỉ có không hạnh phúc thì họ mới bỏ nhau, mới ly dị thôi. Và cái trường hợp mà người Hàn ấy, người đàn ông Hàn Quốc họ lấy vợ nước ngoài rất là đông. Thực ra thì ngoài Việt Nam ra thì còn nước Trung Quốc, đứng đầu là nước Trung Quốc các bạn ạ. Lấy vợ, người Hàn lấy vợ đứng đầu là nước Trung Quốc. Và Việt Nam thì xếp sau Trung Quốc. Tiếp theo là các nước như là Cambodia, Lào hay là một số nước như Mông Cổ, nói chung là rất là nhiều. Mới ban đầu mình sang Hàn đó thì mẹ chồng mình cũng không có thích đâu, thỉnh thoảng cứ nói với chồng là cô A cô ấy lấy anh kia, sau đó là được 2 năm thì cô ấy bỏ này, cô B cô ấy lấy anh kia rồi sau khi có quốc tịch cô ấy bỏ này. Đấy, có rất là nhiều những cái câu chuyện như thế. Mẹ chồng mình còn suốt ngày nói với chồng cơ, dạo này thì không thấy nói nữa rồi. Dạo ban đầu mình mới sang ấy thì kiểu ý là bảo chồng mình là phải cẩn thận, không thì nó bỏ đấy, nó đi mất đấy, rồi là lại có mấy cái chuyện mà nói là ngoại tình đấy, thì mẹ mình cũng nhắc là cô A cô lấy anh B xong rồi, cô đi ngoại tình với anh này anh kia, nói chung là kiểu nổi tiếng ấy. Người Hàn không chỉ có người già đâu mà tất cả rất là nhiều người biết, tại vì nó lên những trang báo rồi lên những cái trang nhóm ở trên mạng xã hội, bây giờ người ta biết rất là nhanh các bạn ạ. Rồi có một lần thì mình cũng gặp một cô ở ngoài ngoài bến xe buýt. Cô người Hàn ấy, cô ấy vừa mới ngồi thì cô mới hỏi là người nước nào, thì mới nói là người Việt Nam. Thì cô mới hỏi một câu là sao người Việt Nam, cô gái Việt Nam lấy chồng xong thì hay bỏ chồng đi ngoại tình. Ấy, cô ấy hỏi như thế tại vì so với các nước khác thì cô nói thẳng là so với các nước khác thì là nhiều hơn. Và có một vấn đề là cô ấy nói là tại sao mà những cô 20, 22, nói chung lại rất là ít tuổi mà lấy những cái người già như vậy mà cũng lấy nhỉ? Đấy, họ cũng thắc mắc các bạn ạ. Họ thắc mắc là tại sao mà những cô mà 20, 25 gì đấy mà lấy những cái anh bốn mấy hoặc 50 chẳng hạn đấy, họ thắc mắc là sao già vậy mà cũng lấy nhỉ? Do là vì sao ạ? Lý do thì có rất là nhiều và mỗi người có những cái sự lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên thì sau khi lấy rồi, cái việc bỏ chồng, cái việc mà bỏ nhau cũng là một cái vấn đề. Đầu tiên thì có rất là nhiều bạn lấy chồng qua môi giới hay là qua giới thiệu, thì nếu mà qua giới thiệu mình nghĩ là nó sẽ chân thật hơn, nó chi tiết hơn. Ví dụ mình mà giới thiệu cho một cô A anh B chẳng hạn, và khi mà mình giới thiệu cho cái anh này ấy, thì hai người có thể nói chuyện với nhau, ví dụ như mình sẽ cho thông tin liên lạc cho hai người, và hai người có thể tự nói chuyện tìm hiểu với nhau. Còn nếu mà qua môi giới thì người môi giới họ nói A thì bạn biết là A thôi, chứ bạn không thể biết thêm nhiều thông tin. Vì để hai người kết hôn được với nhau thì bên môi giới được ăn phần trăm hoa hồng đúng không ạ? Vì vậy là có những cái thông tin xấu thì họ sẽ giấu, hoặc là có rất là nhiều những cái khía cạnh khác mà bạn không thể hiểu được, ví dụ như tính cách hay là những cái việc thực tế về đời sống của anh chàng này. Và có rất là nhiều cái mà họ nói quá lên. Ví dụ như anh này chỉ làm công nhân thợ điện thôi, thì cô cái bên môi giới sẽ giới thiệu là giám đốc công ty sửa điện chẳng hạn đấy, nó lên giám đốc. Rồi là một số người thì làm nông đi, có 2 chuồng bò nhỏ nhỏ thôi, mỗi chuồng có khoảng 10 con thôi, thì họ nói là có 2 trại bò to vật vã đấy. Nói chung là họ sẽ nói cho nó to lên, nói phóng đại lên, làm cho người ta cảm giác như là anh này là cũng có kinh tế này, rồi là có thể lo cho cuộc sống của mình. Thì khi mà giới thiệu như thế, nếu mà đồng ý cưới thì cái người môi giới họ mới dẫn cái anh chàng này sang bên Việt Nam gặp cái cô gái đó. Ví dụ như đấy là kiểu môi giới trên mạng các bạn ạ. Còn ở Việt Nam thì có những cái kiểu môi giới đó là cái công ty môi giới sẽ sắp xếp cho hai bên gặp nhau và sau đó nói chuyện. Mà khi mà cái cô gái mà gặp cái người đàn ông, nếu mà không hiểu tiếng Hàn mà không thể nói chuyện được với nhiều với nhau ấy, thì chỉ biết được qua cái bên môi giới thôi, cho nên là thông tin thì không chính xác và có rất là nhiều vấn đề.
Và sau khi kết hôn thì làm sao ạ? Khi mà được môi giới lấy chồng hết thì mình nghe một đằng và thực tế thì nó là một nẻo. Rất là nhiều người thì bị gọi là ngạc nhiên, bị sốc đối với cái hoàn cảnh thực tế của ông chồng. Đó. Vì vậy là họ không không thấy chân thực rồi, họ không thấy tin tưởng nữa, họ cảm thấy mọi thứ rất là hoang mang trong cái cuộc sống sau khi kết hôn. Đấy, bắp cải hay là cải thảo, nói chung là rau ở trên bên Hàn Quốc ấy, họ thường trồng ở trên núi như thế này thì trồng rất là nhiều thành những cái bạt, những cái ruộng. Tuy nhiên thì so với Việt Nam mình cũng thấy là ở những cái khu như là Hà Giang hay là Sapa họ cũng trồng những cái vựa rau rất là lớn ở trên đùi như thế này. Không biết là ở trên đó thì thu hoạch như thế nào, chứ ở đây thì nếu mà không bị sâu bệnh nhiều ấy, cũng tùy từng 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 nơi, có nơi bị sâu bệnh cũng chết rất là nhiều và vất đi hết cả nửa cái ruộng ruộng rau là chuyện bình thường. Nếu mà giống như nó bị bệnh thối ấy, thì nó thối rất là nhiều các bạn ạ. Còn nếu không thì nó thu hoạch được năng suất rất là cao, tại vì cái khí hậu ở bên này nó lạnh lạnh ấy, nên bắp cải với cải thảo nếu mà nó lên tốt ấy, lên rất là ok. Và đây cái ruộng này hầu như là họ thu hoạch nhẵn thín luôn. Như thế này có nghĩa là không vứt đi nhiều ấy, rất là ok. Và người Hàn thì thường họ có đất thì họ lại không làm nông nhiều. Họ không có đất thì họ đi thuê. Những người đi làm nông nhiều thì họ thường đi thuê các bạn ạ. Đi thuê đất này, sau đó ví dụ như một cái chỗ đất trồng bắp cải rộng như thế này khoảng 1 hecta thì họ thuê một năm là 2 triệu won. 2 triệu won tương đương với khoảng 2.000 đô. Và cứ một năm họ thường thì làm hợp đồng 5 năm các bạn ạ. 5 năm một lần, trả tiền 5 năm một lần, trả một lần 10.000 đô đấy. Trả một lần sau đó là cứ trồng, sau đó là hết hợp đồng thì có thể ký lại hoặc là đi nơi khác. Nói chung là cũng khá là thoải mái. Vậy thì các cô gái mà sau khi lấy chồng Hàn Quốc sang sang bên Hàn sống với nhà chồng, thường thì do là kết hôn qua môi giới hoặc là kết hôn qua giới thiệu. Mình đang không đề cập đến những cây đôi mà yêu nhau rồi kết hôn các bạn nhé. Yêu nhau rồi kết hôn thì lại khác. Khi mà kết hôn qua môi giới hay giới thiệu thì thường mọi thứ nó rất là lu mờ về cái người chồng bên Hàn Quốc. Và sau khi sang bên Hàn Quốc thì có rất là nhiều người sẽ bị thất vọng, tại vì cái sự thật sau khi được giới thiệu và lại cái thực tế thì nó chênh nhau rất là nhiều chẳng hạn. Và sau khi sốc như thế thì cái cuộc sống đầu tiên là đã bị bất mãn rồi, là thất vọng rồi. Ôi trời ơi, giới thiệu như vậy mà sang bên này nó lại khác thế nhỉ? Sang bên này rồi là giật mình về cái nhà chẳng hạn. Khi mà tìm hiểu, hai người tìm hiểu riêng với nhau thì bạn có thể hỏi là nhà anh trông như thế nào, anh có thể chụp ảnh cho em được không? Rồi là nói chung là hỏi rất là nhiều. Và mình khuyên là nếu mà các bạn định lấy chồng Hàn Quốc thì tốt nhất là nên hỏi kỹ và hỏi rõ ràng từng thứ một. Rất là nhiều người hay ngại ý. Hàng ngại là hỏi như thế thì có lẽ là anh ta sẽ nghĩ là mình ham tiền, hỏi như thế thì anh ta nghĩ là mình không thích anh ta hay là nghĩ thế này thế nọ. Thì cũng một phần là đúng như vậy, nếu mà các bạn hỏi quá là chi tiết về phần tiền nong hay là phần tài sản thì người ta sẽ không thích và nghĩ là bạn tham tiền này nọ. Tuy nhiên thì đấy là những cái tài sản và những cái nền tảng sống của vợ chồng trong tương lai. Nếu mà bạn không hỏi kỹ, sau khi lấy xong mà bạn sang không thấy đúng hay là bạn thấy thất vọng chẳng hạn thì cuộc sống hai người cũng chẳng hạnh phúc. Nhiều người thì bất chấp, có nghĩa là dù người ta nói cái gì thì đằng nào thì mình cũng chỉ cần lấy chồng là để sang Hàn Quốc thôi, thì đấy cũng là một cái điều mà người ta không quan trọng quá là về cái phần điều kiện của chồng chẳng hạn. Thì đấy là cũng tùy vào từng người các bạn ạ. Có những người chấp nhận về điều này thì có những cái người cũng nói chung là không để ý nhiều lắm. Vậy sau khi sang bên Hàn Quốc ấy thì người ta sống cùng với nhau, sống cùng với chồng. Và khi mà những chuyện phát sinh ra, ví dụ như hai người sống hạnh phúc thì không sao, nhưng mà có rất là nhiều những cái vấn đề phát sinh ra. Đầu tiên là về kinh tế, thường thì vấn đề phát sinh nhiều nhất đó là kinh tế các bạn ạ. Mình thấy ở đâu cũng vậy thôi, khi mà cuộc sống gia đình cái vấn đề mà kinh tế eo hẹp hay là rất là khó khăn, chồng không làm được ra tiền thì vợ chồng thường cãi nhau này, rồi là có rất là nhiều những cái bất đồng xảy ra. Đầu tiên thì chồng không có nhiều tiền thì không thể cho mình nhiều tiền mình tiêu được, thì cuộc sống eo hẹp thì không thể mua sắm được những cái điều mình thích chẳng hạn, ăn uống cũng rất là khó khăn kham khổ, ví dụ như thế. Thì đấy là chuyện bình thường thôi. Ví dụ nhiều người sang bên Hàn sống với nhà chồng 2-3 năm rồi cũng không được chồng cho một đồng nào. Lý do là chồng lo ăn lo mặc, nói chung là lo tất cả mọi thứ và không cho bạn tiền tiêu vặt, lo cho bạn cái cuộc sống rồi, cho nên là tiêu vặt thì không có. Và cái công việc cùng nhà chồng thì vẫn phải làm như thường, làm từ sáng đến tối và làm một năm trời họ cũng không cho đồng nào, thì nhiều người cũng không nói được câu nào. Nói chung là rơi vào cái hoàn cảnh nào thì sống thì mới biết nỗi khổ, nỗi khó khăn, nỗi cô đơn, rồi là những cái thiếu thốn trong cuộc sống các bạn ạ. Sống ở bên Hàn Quốc thì thực ra là không dễ dàng gì. Cũng có rất là nhiều người chồng mà không cho vợ đi làm. Vợ sang bên Hàn dù 2-3 năm rồi họ vẫn giữ ở trong nhà, có nghĩa là họ vẫn cho bạn tự do chẳng hạn, cho bạn mọi thứ, tuy nhiên thì không cho bạn đi làm thì bạn sẽ không kiếm được tiền, và cái tiền mà họ cho bạn tiêu vặt ấy thì nó chẳng được đáng bao nhiêu. Thì dĩ nhiên là mình chỉ có chi cho cái cuộc sống cá nhân của mình thôi, chứ nếu mà nói là nhiều bạn cần tiền gửi về cho Việt Nam, gửi về cho gia đình chẳng hạn, hay là cho người này người kia, thực ra thì những cái số tiền đó không có, tại vì mình có đi làm đâu mà có tiền. Chỉ có mình cũng đi làm rồi mình có tiền dư thì mình mới có thể gửi được về cho người nhà thôi. Còn nếu mà chỉ có chồng cho không ấy thì họ chỉ cho bạn đủ một cái số tiền nhỏ thôi, mình chỉ để tiêu vặt ở trong cuộc sống hàng ngày thôi. Và có rất là nhiều những cái lý do xảy ra thì người vợ muốn ly dị chồng hoặc là người vợ muốn bỏ chồng.
Vậy thì có hai trường hợp xảy ra, một là trường hợp ly hôn thỏa thuận các bạn ạ, hai là trường hợp bỏ luôn chồng, nói chung là không cần ly hôn. Vậy thì có hai kiểu bỏ chồng các bạn ạ, đó là thứ nhất là ly dị và thứ hai đó là cứ bỏ đi thôi là không cần ly dị. Vậy hai cái trường hợp như thế này thì có những cái lợi hại như thế nào ạ? Đầu tiên thì nhiều người sống với chồng không hợp thì cứ thế lẳng lặng là bỏ đi thôi. Ghéo quái ghiếm đồ đạc, ví dụ như là có người quen ở đâu đó thì có thể đi ra nhờ người quen giúp đỡ, và khi mà bỏ chồng chưa ly dị thì sẽ trở thành bất hợp pháp, có nghĩa là sau cuộc sống ở bên Hàn Quốc sẽ trở thành bất hợp pháp khi mà nếu mà bạn không có giấy tờ và cái gia hạn visa của nó hết hạn rồi ấy, cái thời gian visa hết hạn thì mình sẽ trở thành bất hợp pháp, đúng không ạ, sau khi bỏ chồng. Và cái trường hợp này thì chắc chắn là chồng chắc là ngạc nhiên lắm, tại vì về nhà tự nhiên không thấy vợ đâu, bốc hơi luôn, cũng không thể tìm thấy ở đâu. Tuy nhiên thì cái trường hợp bỏ chồng đi như vậy mà không có ly dị ấy thì cũng tùy người, có người đàn ông thì họ đi tìm, có người thì không. Có người đàn ông thì nếu mà họ liên lạc được thì họ vẫn đồng ý là nếu mà em quay về thì anh vẫn nhận đấy, vẫn là cũng có những người như vậy. Trường hợp thứ hai đó là bỏ chồng qua cách là thỏa thuận ly hôn. Thỏa thuận ly hôn, nhưng mà thực ra thì ít, không có nhiều trường hợp mà phụ nữ muốn bỏ chồng mà thỏa thuận ly hôn mà chồng đồng ý các bạn ạ. Đặc biệt là trong cái thời gian đầu tiên sang bên Hàn Quốc sống cùng nhau, mà nếu bạn muốn bỏ chồng ấy, thường thì người chồng họ sẽ tìm lý do, và nếu mà họ kiện thì bạn phải bồi thường, tại vì họ họ nói chung là có rất là nhiều lý do, họ thuê luật sư các kiểu rồi họ kiện là nhiều người cũng phải bồi thường. Vì vậy là cũng rất là nhiều vấn đề. Nếu mà ai đó mà muốn ly hôn thì tốt nhất là nên nên tìm hiểu trước, hoặc là ly hôn mà có lý do chính đáng, ví dụ như chồng ngoại tình hay là chồng đánh đập hay là cái gì đó thì phải thu thập bằng chứng trước, sau đó thì mới làm hồ sơ ly hôn và thuê luật sư. Cái vấn đề đó là khi mà ly hôn đúng luật mà cần thuê luật sư thì bạn phải chuẩn bị một số tiền khá là lớn. Vậy nếu mà ly hôn xong thì các bạn sẽ hợp pháp bên giấy tờ. Sau cái thời gian ly hôn ấy thì cái visa của bạn hết hạn thì bạn phải về Việt Nam. Và nếu mà không muốn về Việt Nam thì các bạn phải tìm cách khác, ví dụ như lại kết hôn với một người Hàn khác, thì họ người 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 Hàn người đàn ông đó, người Hàn mới, người chồng mới đó sẽ lại làm hồ sơ cho mình. Còn nếu không thì cũng phải trở về Việt Nam sau khi hết hạn visa các bạn ạ. Thường thì cái trường hợp mà sống với đàn ông Hàn Quốc sau đó mà ly hôn trong cái thời gian đầu thì chưa có quốc tịch. Nếu mà chưa có quốc tịch thì các bạn sau khi hết thời hạn visa thì phải về Việt Nam, hoặc là nếu mà muốn ở Hàn Quốc thì các bạn sẽ lại bỏ ra ngoài, sống trở thành người bất hợp pháp, hoặc là kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc tiếp theo, và người đó sẽ lại gia hạn visa cho các bạn. Nói chung là cũng có rất là nhiều cách. Sau khi lấy chồng Hàn thì mình cũng có rất là nhiều cách để tìm hiểu những cái thông tin này, không hề khó. Vì vậy là mỗi người sang bên Hàn thì tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần. Sau khi lấy chồng Hàn Quốc thì lúc nào cũng phải chuẩn bị cái tinh thần có chồng, ly dị chồng, và để chuẩn bị để làm được cái điều đó thì lúc nào cũng phải có tiền. Vì vậy là theo mình ấy thì mỗi người sang Hàn nên cầm tiền đi, và cầm tiền đô là dễ nhất. Cầm tiền đô thì các bạn sang bên Hàn các bạn có thể ra ngân hàng đổi tiền một cách dễ dàng, và dùng tiền đó để tiêu, và thường thì mình nghĩ là 2.000 đô là đủ. Mỗi người thì cầm 2.000 đô sang, sau đó nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì dùng cái số tiền đó trong cái thời gian đầu vất vả hay là khó khăn ấy thì có thể chi trả cho cái cuộc sống sinh hoạt của mình, như là thuê trọ ở Hàn Quốc thì thường những cái phòng trọ tồi tàn nhất thì các bạn cũng phải thuê khoảng 250.000 won một tháng, đến 300.000 won một tháng tùy phòng. Và thường thì cũng có nhiều chỗ họ thường bắt đặt cọc các bạn ạ, đặt cọc thì từ 3 triệu won tới 5 triệu won. Thường thì những cái phòng trọ mà để đặt cọc như thế, nếu mà các bạn không có tiền thì thường cũng không thuê được phòng. Vì vậy là nếu mà muốn ly dị chồng hay là muốn bỏ chồng ra ngoài thì phải có người giúp đỡ, còn nếu không thì rất là khó khăn. Và thường thì những người mà đã ly dị hay bỏ chồng thì thực ra không có chồng nuôi, không có chồng giúp đỡ về mọi mặt, thì cái kinh tế mình phải lo hết, khá là áp lực về kinh tế, và rất là nói chung là ban đầu thì sẽ khó khăn. Tuy nhiên thì nếu mà lấy phải một cái người chồng không tốt thì tốt nhất là nên bỏ sớm. Và cái thời điểm bỏ chồng thì là nên khi nào thì bỏ? Đầu tiên thì sau khi sang Hàn Quốc mà sống cùng với chồng mà thấy có vấn đề, thường thì sống trong vòng khoảng nửa năm gì đó hay là một vài tháng thôi cũng tùy người, là họ sẽ bộc lộ cái bản chất thật của họ, thì mình sẽ phải thấy xem là cái người chồng này mình sinh cùng nhau sinh sống có xây dựng được một hạnh phúc không, có ok không, còn nếu không thì cũng bỏ ngay, tìm cách bỏ ngay. Đầu tiên là nếu mà không ly dị được thì tốt nhất là nói chung là bỏ bất hợp pháp, có nghĩa là cứ bỏ thẳng ấy. Còn nếu mà ly dị được thì các bạn ly dị xong thì hết thời gian thì các bạn lại về Việt Nam và đi lấy chồng mới. Nếu mà các bạn cứ bỏ ra ngoài sau đó về Việt Nam mà ly dị một phía, có nghĩa là ly dị đơn phương, kiểu là tôi đề nghị ly dị mà người chồng cũng không đồng ý, thì các bạn cũng phải chuẩn bị một số tiền. Theo mình biết thì là về Việt Nam mà ly dị đơn phương thì các bạn cũng phải mất 40 triệu đến 50 triệu các bạn ạ. Nói chung là lo cái phí ly dị đó cũng không có ít đâu. Đó, thì để mà ly dị được, mà sau khi bỏ một người chồng đầu tiên chẳng hạn mà muốn kết hôn với người chồng thứ hai thì lại phải có cái giấy ly hôn.
nếu mà không có giấy ly hôn thì các bạn sẽ không kết hôn được, và nếu mà cái người chồng đầu tiên không đồng ý ly hôn cho bạn, không có cái giấy ly hôn thì cũng không thể kết hôn được với người chồng mới. Nói chung là nó nhì nhằng lắm, nó rất là nhiều vấn đề. Nếu mà đã xác định lấy chồng xong rồi thì cũng phải xác định là đối mặt với rất là nhiều những cái vấn đề hệ lụy sau đó có thể xảy ra. Muốn ly hôn với chồng thì nói chung là cũng có rất là nhiều lý do. Nếu mà chúng ta còn trẻ ấy, người đàn ông đó, người chồng đó mà không phù hợp, hay là bạn không có hài lòng về người chồng, có quá là nhiều vấn đề. Anh chồng này thì uống nhiều rượu, hút nhiều thuốc này, rồi có rất là nhiều tật xấu này, rồi không kiếm ra tiền, rồi mãi chơi cờ bạc, rồi gái gú, nói chung là vân vân và mây mây, nói chung không thể chịu đựng được, phải ly hôn đó. Khi mà các bạn xác định là phải ly hôn thì các bạn lên ly hôn sớm. Nếu mà ly hôn muộn thì mình sẽ phí tuổi xuân của mình để tìm được người bạn đời mới, hoặc là nếu mà xác định không tìm một người bạn đời mới thì cũng phải nghĩ cho cái tương lai của mình. Sống cùng nhau mà cảm thấy vất vả và quá là mệt mỏi về tinh thần thì tốt nhất là ly hôn sớm. Và thứ hai là sau khi ly hôn mà muốn kết hôn với người chồng mới ấy, thì các bạn nhớ là lúc nào cũng phải cầm sẵn cái tờ giấy ly hôn chứng minh mình đã độc thân thì mới có thể kết hôn với người mới được. Và hy vọng là tìm với người sau thì chắc chắn là sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn. Có nhiều người thì cũng lấy chồng sau đó là ly dị, cũng phải đến ba đời chồng các bạn ạ thì mới tìm được một người ưng ý và mới có thể sống với nhau hạnh phúc. Và sống bên Hàn thì cái tiếng Hàn rất là quan trọng. Đầu tiên cũng có rất là nhiều đôi ly hôn vì cái tội không biết tiếng và giao tiếp không thể ok được. Nếu mà khi các bạn xác định lấy chồng Hàn Quốc, tốt nhất là nên chăm chỉ học tiếng Hàn và sang bên này thì giao tiếp ở cái vấn đề cơ bản thôi. Nói chung là không cần phải quá là cao siêu đâu, chỉ là cơ bản trong cái vấn đề ăn uống hàng ngày, dọn dẹp nhà cửa, hay là một số những cái chuyện như là có thể chửi chồng được một vài câu chẳng hạn. Đấy, mình cũng phải học chửi chồng đi. Ví dụ như là về nhà mà không biết chửi chồng làm sao thì cũng khổ lắm. Nhiều khi chửi chồng nó có chửi mình thì mình phải chửi lại chứ, chẳng lẽ thì cũng ngồi im mà, đấy đúng không? Em ấy cũng phải học cách chửi chồng đấy, và bây giờ thì chửi chồng cũng rất là ok. Không chửi được tiếng Hàn thì mình chửi tiếng Việt, và cũng dạy chồng rất là nhiều tiếng Việt, cho nên là bây giờ chửi thì chồng cũng hiểu. Và đấy là rất là nhiều vấn đề. Nói chung là lấy chồng Hàn Quốc thì vấn đề rất là nhiều. Ở Việt Nam thì mình nghĩ là lấy chồng thì cũng nhiều vấn đề vậy. Con người thì mỗi người chọn cho mình một con đường khác nhau. Đây là cái con đường em chọn lấy chồng Hàn Quốc. Giả sử như là em lấy chồng Việt Nam thì không biết là bây giờ em đang ở nơi nào, bây giờ đang làm cái gì. Nói chung là mỗi con đường chúng ta đi thì nó sẽ rẽ sang một cái hướng khác, nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái tương lai khác nhau, đúng không ạ? Và những cái tương lai đó thì chỉ có khi mà chúng ta thực hiện thì chúng ta mới biết là nó sẽ trở thành như thế nào. Còn khi mà chưa biết thì chúng ta chỉ mường tượng thôi. Có lẽ là nó sẽ tốt và cũng có thể là nó sẽ rất là tồi tệ. Mỗi lúc đều phải chọn lựa các bạn ạ. Trong cuộc sống thì mọi việc thì đều là sự lựa chọn, và mỗi sự lựa chọn thì dẫn đến những cái kết quả khác nhau. Và cái sự lựa chọn của em lấy chồng Hàn Quốc là bây giờ lấy chồng về đi làm nông, đi làm công nhân, nói chung cũng rất là vất vả so với ở Việt Nam. Nếu mà ở Việt Nam thì chắc là em không vất vả như thế này đâu. Tuy nhiên thì kinh tế thì tốt hơn. Nếu mà lấy chồng Việt Nam thì mình thực ra là mình đi làm công ty này, rồi là làm văn phòng, nhân viên văn phòng nó rất là nhàn. Rồi mình làm đa số là làm máy tính các kiểu, làm thiết kế, mà mình làm bên thiết kế cảnh quan các bạn ạ. Ở Việt Nam thì ngày trước là được đi làm ở một số những cái công ty, nói chung thiết kế cảnh quan, cái CV của mình rất là ok. Kinh nghiệm thì 3-4 năm, nói chung là mình đi xin việc ở công ty nào cũng dễ thôi, không có vấn đề gì khó khăn cả. Tuy nhiên thì làm ở Việt Nam thì lương tháng chỉ được 10 triệu một tháng thôi, thì 10 triệu một tháng thì mình cũng, nói chung là mình là một người tiêu rất là không tiết kiệm. Đấy, không biết tiết kiệm tiền, cho nên là 10 triệu một tháng thì chỉ đủ mình chi tiêu, rồi là thỉnh thoảng cho bố mẹ được có một chút tiền thôi, nói chung không được bao nhiêu. Vì vậy là mình mới quyết tâm là sang bên Hàn lấy chồng. Sang bên Hàn lấy chồng thì cuộc sống vất vả hơn rất là nhiều. Ngày xưa ở Việt Nam thì suốt ngày dân văn phòng này, rồi đi làm, rồi đi ăn trưa, tối thì đi ăn tối, mình thích ăn gì thì ăn, nói chung là cuộc sống rất là thoải mái. Tuy nhiên thì không có để được ra bao nhiêu tiền. Nghĩ đến mà muốn mua một cái xe ga khoảng 40 triệu thôi cũng thấy nó khó lắm. Muốn ví dụ như tiết kiệm tốt ấy. Sau khi ra trường thì em có đi làm, sau đó là đầu tiên là phải trả nợ cho bố mẹ cái tiền mà cho mình đi học đại học. Thực ra thì bố mẹ em rất là nghèo, đi học đại học thì phải vay tiền mà, cho nên là đi làm mấy năm đầu đa số là em tích cóp được bao nhiêu thì toàn đưa bố mẹ trả nợ hết. Sau khi bố mẹ trả hết cái nợ khi mà vay tiền để cho mình đi học, rồi là cái nợ ngày trước, nói chung là những cái nợ to đấy thì em đã cũng trả hết rồi. Sau đó bây giờ thì tích cóp được một số tiền nhưng mà cũng không ăn thua. Muốn mua cái xe thì cũng phải đắn đo rất là nhiều, hoặc là muốn mua một cái nhà hay muốn mua mảnh đất thì không biết là phải tích cóp bao nhiêu lâu thì mới đủ. Làm ở Hà Nội mà nương 10 triệu thì cũng chỉ đủ ăn đủ sống thôi các bạn ạ. Vì vậy là em mới quyết tâm là sang Hàn lấy chồng. Thì khi mà sang Hàn lấy chồng thì cũng chẳng biết là sang bên này sướng hay khổ đâu. Nói chung là ai mà trước khi sang bên này thì cũng không thể biết được tương lai như thế nào. Đây cũng là giống như là một canh bạc thôi. Trước khi lấy thì mình mong muốn là sẽ được hạnh phúc đi. Mong muốn là có cuộc sống sẽ sung sướng. Đấy, ai thì cũng mong muốn là có một cuộc sống tốt đẹp sau này. Tuy nhiên thì sang bên này thì mỗi người sẽ rẽ theo những ngã khác nhau, và cuộc sống thì cũng sẽ có những cái hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà thường thì ai cũng vất vả làm việc các bạn ạ. Mình thấy ở bên này thường
100 cô gái sang bên Hàn ấy, chồng Hàn Quốc ấy thì cũng chỉ được khoảng 5 7 cô, có nghĩa là sang này ăn rồi chơi, chồng có nhiều tiền cho nên là cho tiêu, cho ăn uống không phải lo nghĩ, không phải đi làm. Thì những cái cô gái như vậy thì cũng chỉ khoảng được 5 7 cô thôi, còn lại thì đa số lấy chồng xong thì cũng toàn đi cày sấp mặt cả, đi làm nông này, đi làm công ty. Nhiều bạn thì rất là chăm chỉ, nhiều bạn này ngoài cái việc đi làm công ty từ thứ hai thứ sáu rồi cuối tuần thì vẫn đi làm nông để kiếm thêm tiền, hoặc là nhiều bạn làm công ty từ thứ hai đến thứ sáu rồi cuối tuần đi làm thêm ở nhà hàng, làm thêm, có nghĩa là cái công việc làm thêm cuối tuần ấy để kiếm thêm tiền, cũng không nghỉ một ngày nào luôn, là họ rất là chăm chỉ và rất là cần mẫn đó. Cũng có rất là nhiều bạn sang bên này rồi thì nói chung là có rất là nhiều những cái công việc khác nhau, cũng tùy từng vùng các bạn ạ. Ví dụ như các bạn mà lấy chồng mà ở thành phố cơ thì còn có nhiều việc để làm, ví dụ như là lấy chồng ở nông thôn, ví dụ như cái khu vực ở trên núi này ấy, thì thực ra thì muốn đi làm cũng rất là khó. Ngoài cái việc đi làm nông ra thì nó cũng không có nhiều việc, tại vì công ty rồi là nhà hàng nó ở rất là xa, các bạn thì khó có thể kiếm được việc làm. Vì vậy là ăn rồi ngoài ngoài chồng ra thì chẳng biết đến ai, bạn bè thì rất là ít. Khi mà lấy chồng thì nếu mà lấy lên những cái khu đồi núi hay rất là xa xôi như thế này thì chắc là cái thời gian đầu phải khó khăn lắm, cũng phải rất là kiên cường và chịu đựng đấy. Và sống ở bên Hàn Quốc thì thường nếu mà sống với mẹ chồng thì cái cuộc sống mẹ chồng nàng dâu thì cũng giống như Việt Nam thôi, giống như ở phim Sống Chung Với Mẹ Chồng với các bạn, chả khác cái gì đâu. Vậy lấy chồng Hàn Quốc thì có tốt hay không ạ, mình có hối hận hay không? Đầu tiên thì mình thấy lấy chồng Hàn Quốc cũng ok, lấy chồng được cái là đối với cái vấn đề của mình thì là chồng hơi nghèo một chút thôi và làm nông vất vả, tuy nhiên thì chồng rất là tốt và hiểu mình, khá là chiều chuộng và lo lắng cho gia đình, có trách nhiệm. Nói chung là được một người chồng về phần tinh thần thì là ok đấy. Và sang bên này thì cuộc sống vất vả hơn ở bên Việt Nam rất là nhiều. Ngày trước thì ở bên Việt Nam thì mình tốt nghiệp đại học ra thì mình đa số là đi làm công ty, làm văn phòng, cho nên là cuộc sống rất là nhàn nhã. Sang bên này thì suốt ngày làm tay chân rồi đi làm nông, cái thời gian đầu thì mình chưa có thích ứng được, với các bạn cảm thấy rất là stress và cái cơ thể nó khá là, có nghĩa là mình đi làm cái việc chân tay nhiều, cơ thể nó rất là mệt mỏi và rất là đau nhức, nhiều khi bực bội đấy, nhiều khi bực bội nghĩ chỉ muốn bỏ chồng luôn thôi, muốn muốn rời khỏi cái đất nước Hàn Quốc này. Đấy, tuy nhiên thì bây giờ dần dần là cũng quen rồi, do là chồng mình tốt cho nên là nghĩ đến chồng là mình cũng cố gắng rất là nhiều, mình cũng cố gắng chịu đựng này, cố gắng làm việc này, rồi là cố gắng thích nghi mọi thứ, dù thế nào thì cũng đã cố gắng và bây giờ kết quả thì cũng quen hơn rất là nhiều. Giai đoạn đầu ở Hàn Quốc có nghĩa là một năm đầu chắc là ai cũng thấy khó khăn và vất vả thôi. Dần dần thì từ năm 2 trở đi, năm 3 trở đi thì mình cảm thấy cũng giống như là một quê hương thứ hai, sống nó cũng khá là quen thuộc và mọi thứ thì rất là tốt. Bây giờ thì mình thấy cũng thấy thích ở Hàn Quốc. Ngoài cái việc lạnh ra thì được cái là nó không quá là nóng, mồ hôi nó không quá là nhiều, rồi là cơ thể nó không bị hôi, rồi quần áo mặc nó rất là cảm thấy thoải mái, dùng mỹ phẩm không bao giờ cảm thấy da nó bị tan tan ngứa ngứa, hay là ngày xưa mình bên ở bên Việt Nam nó rất là nóng cho nên là mắt mình hay bị cái bệnh ngứa mắt đấy các bạn, giống như là cái này giống như là bụi nó vào ấy, mắt nó hơi bị ngứa. Tuy nhiên sang bên này thì thực ra là cái chuyện đấy nó cũng không có nhiều, hay là cái bệnh viêm xoang cũng đỡ đi rất là nhiều, tại bên này bụi thì nó không có như ở bên Việt Nam, bệnh viêm xoang của mình cũng đỡ đi một chút. Hay là cái bệnh bệnh trĩ đi. Mình thì cũng là một người bị bệnh trĩ giai đoạn 1 ấy, giai đoạn đầu ấy, nên là ở Việt Nam thì nó cái khí hậu nó hơi nóng một chút. Tuy ở Việt Nam là mình ăn rau cũng rất là nhiều rồi, vì vậy tuy vậy nhưng mà cái bệnh trĩ của mình cũng khá là nặng. Sang bên này thì cái thực phẩm của nó có nhiều những cái thực phẩm lên men ấy, như là kim chi này hay là một số các loại canh ấy, thì nó cũng cho rất là nhiều những cái gia vị nấu lên men. Vì vậy là ăn vào thì cái hệ tiêu hóa của mình thấy nó cũng tốt hơn, có vẻ là tốt hơn nếu mà các bạn không ăn quá là cay. Dĩ nhiên là nếu mà ăn cay thì cái bệnh tiêu hóa chắc chắn là ví dụ như dạ dày hay bệnh trĩ thì sẽ bị nặng hơn. Mình thì là một người thuộc cái típ người không ăn cay cho nên là mình chỉ ăn ở cái mức có nghĩa là cay vừa hoặc là không cay. Mình thấy là nó cũng tốt hơn. Rồi là sang bên Hàn Quốc thì bây giờ là 2 năm rồi thì tiết kiệm được khoảng gần 200 triệu các bạn ạ. Thỉnh thoảng thì cũng gửi về cho bố mẹ được một chút thì cũng tốt hơn ở bên Việt Nam nếu mà so về bên kinh tế đi. So về bên kinh tế thì là tốt hơn ở bên Việt Nam. Ở bên Việt Nam mình đi làm một năm thì chắc mình cho mẹ được 10 triệu thì hết. Còn lại là Tết, ví dụ như những cái vấn đề quan trọng trong gia đình như là Tết lễ hay cái gì thì dĩ nhiên là mình đều chi hết. Còn tiền cho ngoài bố mẹ thì cũng chỉ cho con khoảng 10 triệu thôi. Tuy nhiên thì sang bên này ví dụ như một năm thì mình có thể cho bố mẹ cũng chỉ được đến 20 triệu Việt Nam đồng thôi. Thực ra mình cũng không cho nhiều đâu. Nhưng mà có nghĩa thật tính ra thì nó cũng hơn được một chút đúng không ạ? Và cái tiền mình tiết kiệm được thì vẫn là tiền của mình thôi. Mình có thể nói chung là chi tiêu theo cái ý thích của mình hay là làm cái gì đó. Tuy nhiên mình đã tiết kiệm được ví dụ được 200 triệu Việt Nam đồng chẳng hạn, thì mình thích thì về Việt Nam mình có thể mua được một cái xe máy, hoặc là mình làm 2 3 năm nữa tiết kiệm tiền thì cũng có thể mua một mảnh đất, thì đấy cũng là một chuyện khả thi, không phải đến nỗi mà ở Việt Nam ngày trước ở Việt Nam thì giống như nó chỉ là trong cái giấc mộng thôi. Mình cũng nghĩ rất là nhiều, chẳng hạn là mơ mua được một mảnh đất, mua được ngôi nhà, hay là xây được một ngôi nhà, làm được một mua được một cái xe chẳng hạn. Thì đấy là ví dụ như mình là một người không giỏi kinh doanh hay là không giỏi làm ăn kinh doanh chẳng hạn, thì mình ở Việt Nam thì cái nói chung là cái việc kiếm tiền nó không phải là quá là dễ dàng.
Một số bạn ở Việt Nam thì ví dụ như rất là giỏi giang, làm kinh doanh chẳng hạn, mở công ty rồi là buôn bán, thì có thể là những cái việc đấy thì cũng không phải quá khó đối với các bạn. Ví dụ như làm kinh doanh mà lãi nhiều chẳng hạn, hay là làm cái này làm cái kia, các bạn có thể kiếm một năm được 5-70 triệu, để dư ra được khoảng 120 triệu chẳng hạn. Thì ví dụ như thế, thì có lẽ đến nỗi không phải sang nước ngoài để kiếm tiền, không phải sang nước ngoài để quá là bươn chải, quá là mệt mỏi. Còn với như mình, nói chung là tùy khả năng mỗi người đó. Mình nghĩ là nếu mà một số bạn ở bên Việt Nam mà làm công nhân chẳng hạn, làm một ngày 8 tiếng hay 12 tiếng, rồi là dù có làm vất vả đến cỡ nào thì một tháng cũng chỉ khoảng được 10 triệu, 80 triệu đến 10 triệu. Mình thấy là công nhân mà làm tăng ca, nhiều bạn làm tăng ca ngày khoảng 12 tiếng, 10 tiếng chẳng hạn, đấy làm cứ đều đều một tháng mà ngày 10 tiếng, thì mình nghĩ là cũng khá là vất vả đúng không ạ? Thì trong cùng một cái thời gian như vậy mà các bạn một tháng kiếm được 10 triệu, thì ở bên Hàn Quốc này một ngày người ta cũng làm khoảng 8 tiếng tới 10 tiếng mà một tháng xem nào. Đi làm nông thì một tháng kiếm cũng khoảng được 2 triệu won các bạn ạ, tính ra được 40 triệu Việt Nam đồng các bạn. Cứ cho là ăn uống rồi là trả tiền tiền thuê nhà các kiểu ấy, thì cũng rất là nhiều người để ra được một tháng ít nhất cũng được 500 nghìn, hoặc là có nhiều người để giỏi thì cũng được 1 triệu, triệu rưỡi chẳng hạn. Đấy, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, triệu 500 won đấy. Thì dù các bạn tiêu nhiều đến đâu thì một tháng nếu mà chăm chỉ làm việc thì cũng để ra được khoảng 10 tới 20 triệu Việt Nam đồng, có nghĩa là để dành ra. Còn có nhiều bạn ấy, cả vợ lẫn chồng sang bên này lao động, xuất khẩu lao động, cùng làm cùng một công ty, cùng tiết kiệm, thì khoảng cứ 2-3 năm là họ để được 1 tỷ ấy các bạn. Mua đất rồi mua nhà ở Việt Nam là chuyện bình thường. Thì đấy là những cái con đường mà họ chọn để sang bên này xuất khẩu lao động, sang bên này làm việc vất vả vài năm để kiếm được một số tiền nào đó. Dĩ nhiên là phải chịu được khổ, và phải rất là chăm chỉ, cũng chịu được chửi, chịu được mắng thì mới có thể sống được ở bên Hàn. Cũng không dễ dàng gì, cái gì nó cũng có cái giá của nó đúng không ạ, phải trả một cái giá khá là cao đấy các bạn ạ. Cuộc sống thì rất là gay gắt ở bên này. Nhiều bạn làm quá là kiệt sức, làm quá sức ấy, còn bị đột quỵ ấy. Nhiều người thỉnh thoảng thì cứ một vài năm lại có một trường hợp có bạn nào đó đang đi làm mà ngã lăn bị đột quỵ và bị mất qua đời đấy. Có nhiều người họ cày quá là làm việc quá sức và bị mất ở bên đất nước, bên đất khách quê người là cũng rất là nhiều, rất là thương tâm các bạn ạ. Vì vậy là dù có ở đâu đi chăng nữa, dù có làm việc như thế nào thì cái sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Khi mà các bạn làm cái việc quá là vất vả thì tốt nhất là nên mua hồng sâm uống, hoặc là mua một số những cái thực phẩm chức năng như là về chiết xuất từ sâm uống, nó sẽ giúp cho cái cơ thể của các bạn khỏe hơn, lấy lại sức và giúp cho cái sức khỏe của mình nó bền bỉ hơn. Thường thì một số người ở bên 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 này họ xuất khẩu lao động ấy, họ thường hay mua hồng sâm về mỗi ngày uống một gói các bạn ạ, rất là tốt. Thấy nhiều người uống như vậy rồi. Như mình thì mình cũng chưa có lao được lắm, mình lười lắm, đôi khi thỉnh thoảng vui vui lên thì mình đi làm một chút thôi. Nhiều lúc mà lười lười thì cũng chả muốn làm cái gì. Ngày hôm nay thì rất là vui khi mà tâm sự với mọi người. Nếu mà bạn nào muốn tâm sự với mình thì nhớ nhắn tin Facebook hoặc là comment ở bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi video giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.